Đừng cầu xin cho một cuộc sống dễ dàng, mà hãy cầu cho có sức mạnh để chịu đựng một cuộc sống khó khăn. Đó mà. Thì câu nói này là trong một video tôi cũng đề cập tới Lý Tử Long, rất nhiều video tôi cũng đã nói về Lý Tử Long các bạn. Mà câu nói nổi tiếng là tôi không sợ người đá 10.000 cú đá khác nhau một lần, mà tôi sợ cái người liên tập một cú đá 10.000 lần. Đó bạn. Và hôm nay thì anh có câu nói nổi tiếng là đừng cầu mong cuộc sống dễ dàng, mà hãy cầu nguyện làm sao mình có sức mạnh để chịu đựng mọi cuộc sống khó khăn. Các bạn hãy lưu ý điều này các bạn. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng, sẽ luôn có những lúc khó khăn, thử thách và bất ngờ ập đến, thử thách ý chí và bản lĩnh của chúng ta. Khi đối mặt những điều này có hai lựa chọn: cầu xin cuộc sống dễ dàng hoặc rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn. Và Lý Tiêu Long tập trung vào vế thứ hai, ở rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn các bạn. Cầu xin một cuộc sống dễ dàng có vẻ là giải pháp đơn giản hơn. Ai cũng có muốn một cuộc sống suôn sẻ, không phải gặp chướng ngại nào. Nhưng mà cuộc sống thì không phải các bạn, đó cuộc sống không thể nào có thể được các bạn lưu ý. Cuộc sống luôn luôn khó khăn, mà người ta còn nói càng cao danh vọng càng dài gian nan, điều này là chắc chắn các bạn. Cuộc sống dễ dàng thường dẫn đến sự tự mãn, thiếu động lực và trí tuệ. Vì vậy, đôi khi chúng ta không bao giờ phải đối mặt với đối mặt thử thách, chúng ta sẽ không bao giờ học được cách vượt qua khó khăn và phát triển bản thân. Mặt khác, rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ là một hành trình đầy thử thách nhưng bổ ích. Khi chúng ta đối mặt với khó khăn và vượt qua chúng, chúng ta sẽ trở nên kiên cường, tự tin và có khả năng hơn. Những thử thách trong cuộc sống giúp chúng ta học hỏi, trưởng thành và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đó không ạ? Lý Tiêu Long là ví dụ điển hình cho tinh thần này. Anh đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc đời, từ bệnh tật ốm yếu thời thơ ấu đến sự phân biệt chủng tộc ở Hollywood. Tuy nhiên, ông không bao giờ bỏ cuộc, thay vào đó, anh đã rèn luyện bản thân chăm chỉ cả về thể lực lẫn tinh thần để trở thành một võ sĩ, một diễn viên xuất sắc. Anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới với tinh thần kiên trì, không có một chút nghịch cảnh. Câu nói của Lý Tiểu Long không chỉ là lời khuyên cho cuộc sống mà còn là một triết lý sống. Nó nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chúng ta có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Thay vì cầu xin một cuộc sống dễ dàng, hãy tập trung vào việc rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy đối mặt với thử thách với lòng dũng cảm và quyết tâm, bạn sẽ gặt hái được thành công và hạnh phúc. Ví dụ là bạn những sinh viên nghèo hiếu học, sinh ra trong gia đình nghèo khó, các bạn phải học để giúp cha mẹ kiếm sống. Rồi. Hay là trường hợp như Hồ Xuân Hương. Đây là một ví dụ. Hồ Xuân Hương là nữ sĩ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Hồ Xuân Hương đã phải đối mặt với nhiều định kiến, rào cản xã hội. Vì ngày xưa là nó vừa tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, đó là những ràng buộc chế độ phong kiến mà Hồ Xuân Hương là đã thời đó mà. Nhưng bà không hề phức phục trước những khó khăn này, bà đã sử dụng thơ ca của mình để lên tiếng cho phụ nữ và đấu tranh cho sự bình đẳng. Thơ của bà là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam, và bà đã chứng minh rằng phụ nữ có thể đạt được thành công phi thường bất chấp những khó khăn. Thì nói tóm lại là lời nói của Lý Tiểu Long là lời nhắc nhở quý giá cho tất cả chúng ta. Hãy luôn nhớ rằng cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng chúng ta có sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Các bạn hãy lưu ý, luôn luôn nói, nhớ nhớ câu này các bạn. Còn nhớ, đừng xin cuộc sống nó dễ dàng, mà hãy xin cho mình phải làm sao mình có cái sức mạnh, sức khỏe để mà chúng ta vượt qua những khó khăn đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.